Sikon SL1, hệ thống loa 2N tích hợp đa hướng, có khả năng định vị bất kỳ điểm ngọt. Lexicon là một thương hiệu rất quen thuộc trong thế giới 2N audio, sở hữu những thiết kế receiver, Apple đa kênh được chế tạo với tiêu chuẩn kỹ thuật cao cấp. SL1 hiện là đôi loa duy nhất của Lexicon với một concept độc đáo, có thể nói là duy nhất trên thế giới, được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm Munich Show 2019. Và đến ngày hôm nay, nhà phân phối Thanh Tùng Audio mới chính thức đưa về Việt Nam cặp SL1 đầu tiên. Ngay từ thiết kế ngoài, Lexicon SL1 có ngoại hình rất độc đáo, mang hình dáng một chiếc đồng hồ cát. Mỗi loa SL1 sở hữu số lượng driver cực lớn, lên đến tổng cộng 33 loa con, bố trí đều 360 độ xung quanh, bao gồm 12 loa twister ở vị trí trung tâm. Kế đến là hai hàng loa, 8 loa mid đối xứng giải loa twister, cùng với 4 driver mid pass ở chia đều cho hai khu vực trên đỉnh và gần đáy loa. Và cuối cùng là một driver woofer made in ẩn bên trong với mảng loa hướng xuống nền theo kiểu down firing. Với 33 driver, mỗi loa SL1 sẽ được trang bị Apple 23 kênh với tổng công suất là 650W. Một thiết bị điều khiển SLC1 sẽ là nơi nhận tín hiệu nguồn vào analog 3,5mm, cũng như digital bao gồm 4 cổng HDMI, Optical SPDIF, một cổng HDMI ARC4K và hỗ trợ kết nối không dây Bluetooth. Wi-Fi có hỗ trợ Google Cast. Ngoài định dạng 2 kênh, thiết bị trung tâm SLC1 cũng tương thích với định dạng Digital Surround như Dolby Digital và DTS Digital Surround. Thiết bị này sẽ kết nối với hai loa SL1 hoàn toàn không dây. Thực ra là cái loa không dây là cũng không phải là bây giờ chúng ta mới có. Anh còn nhớ năm 2015, anh đã sang triển lãm Hồng Kông và anh đã nhìn thấy cái cặp loa lớn nhất của Goldmoon là cái Apology. Anh nhớ bây giờ là giá của nó là 675.000 đô. Thì lúc đó bọn anh rất là sửng sốt, bởi lẽ là trước giờ chúng ta vẫn quen với cái thói quen là pre-power, rồi amplifier, rồi dây vân 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 vân. Đầu tiên nhìn thấy cặp loa không dây, nhưng quả thật âm thanh của nó rất hay, âm thanh của nó hay đến nỗi lúc bấy giờ đã rất nhiều người ở Sài Gòn đã gọi điện cho anh là bây giờ có thể là xin được đặt hàng cái cặp đó. Nhưng mà sau đó thì tất cả mọi người lúc bấy giờ đều rất ngỡ ngàng về vấn đề là loa không dây, và họ quay lại cái cấu hình của họ và thấy nó khác lạ quá, đâm ra không có ai đủ can đảm. Nhưng em nhớ là cái âm hưởng của cặp loa đó, em có biết không, cho đến tận đầu năm nay vẫn còn có một cái doanh nghiệp ở Sài Gòn đặt anh lấy cặp loa đó. Sau khi đã nghe tất cả nhiều thiết bị và vẫn cảm thấy là cái cặp loa Apollo của Goldmoon 675.000 đô, nghe cách đây 5 năm, âm hưởng của nó vẫn còn phải nói là ám ảnh. Sau đó thì anh đã hỏi sang hãng, và cũng thật sự là tiếc là người ta nói là 30 cặp Anniversary Limited Edition là chuẩn, và họ đã bán hết cả lô. Và sau họ có nói với anh ta là nếu mà muốn đặt thì có thể đặt cái cặp mẫu tại nhà máy, và cái cặp đó sẽ là có cái serial number là số 0. Tuy nhiên là nó có một số vấn đề, bởi vì loa đã trưng bày rồi nó có nhiều cái, thì hiện tại thì cái order đó vẫn chưa được thực hiện. Và hôm nay thì tập đoàn Hangman và thương hiệu Lexicon cũng chính thức ra mắt cái sản phẩm loa không dây mà cấp độ 2N, và cái Lexicon SCL1 đã hạ cánh ở Việt Nam. Và cho chúng tôi xin giới thiệu là đây là chiếc cặp loa đầu tiên ở Việt Nam đã về dưới đây, với giá thành là 1,2 tỷ Việt Nam đồng. Các bạn có thể thấy mỗi một bên loa là 33 chiếc loa, cộng với 23 ampli. Theo tôi nghĩ là một cái design mà tôi ngắm từ hôm qua đến hôm nay thật sự là hết sức ấn tượng và đẹp. Có thể vào được rất nhiều cái nội thất, vào được hoàn toàn tất cả các không gian ở trong bất cứ khán phòng nào, bất cứ cái phòng nào. Cái điều đáng nói ở đây là như theo tôi ý, với cái ánh mắt của cái người mà làm nghề audio ấy và có kỹ thuật, thì tôi thấy là họ làm rất là logic. Với một design theo tôi nghĩ là rất logic về mặt âm học. Bởi vì các bạn biết là tiếng tép là cái tiếng định hướng, thì họ đã làm một loạt tép, một loạt chung xoay 360 độ. Với một cái hình thức như thế này theo tôi nghĩ là cân đối và cân xứng về mặt âm học. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy một chút nữa chúng ta có thể xem được là về cái vấn đề là thậm chí bát chung, tất cả các vấn đề về woofer họ làm cũng rất là cân đối. Và cái điều quan trọng nhất là âm thanh rất hay. Có lẽ từ hôm qua hôm nay tôi tìm cái lỗi của cái lôi loa này về mặt âm thanh, nhưng
không có một lỗi nào. Hay thật sự luôn. Tôi đã thử rất nhiều loại nhạc. Nhạc pop, nhạc rock, cổ điển, voi, vân vân và vân vân. Thậm chí nhạc Việt Nam rất hay. Tuyệt đối cân đối. Thì theo cái kết cấu loa này thì tôi cho rằng đây là họ đã sử dụng cái DSP crossover. Tức là họ sử dụng là cắt tần bằng số. Và theo tôi được biết ấy, thì là cái việc cắt tần bằng số ấy, là cái độ chính xác rất cao. Và trên thực tế là rất là tốt. Và tạo nên một cái cảm giác nghe rất là dễ chịu. Đấy thì trên đây là những cái chia sẻ của tôi. Thì về cái cặp loa Lexicon SCL1 1,2 tỷ Việt Nam đồng mà lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.